tiếp tục lưu giữ tạo vật tăng cấp nghiên cứu lên cấp 2. Cấp nghiên cứu ở đây hiện tại là lên tới cấp 6 rồi mà. Đây. Cái này muốn nâng cái này mình dựa vào sổ tay nè, quan trọng nhất cái sổ tay nghiên cứu gợi ý với mình là cái đầu tiên là cho ăn cát rồi. Hai cái màu này, màu đen với lại màu áo bất kỳ cho ăn cát ra mình nó phong là cái màu này, màu này nè, màu xanh ngọc với lại cái màu bất kỳ, thử hết hai loại luôn. Khi mà nuôi xong sẽ lên cái phần trăm mình thử này nè, chưa biết đâu ba màu luôn, ba con ra một con hộp xanh hai màu bất kỳ và trong đây có cái nhân lên đỏ, nhân đỏ với nhân này chú ý coi này nè, cái hùng trên đầu là hùng màu xanh là xanh dương, cái nhân của nó là con này là con đỏ nè, đây con này là mục tiêu. Thành thật là mục tiêu là nó hiện đây luôn nè, cho mình làm nè. Và bắt đầu nuôi dưỡng thôi. Hai tạo vật có thể cùng lúc tập vật ba lượt. Vỏ như nè, anh này có cái mặt này nè, đúng cái mặt này nè, cái này xanh nè, đọc xanh nè, đọc đỏ nè, còn cái mũ nó khác, nuôi được đâu, cái hao hao rồi đó. Nuôi dưỡng sẽ lên 100%, cứ nuôi nó làm đúng 100% sẽ được cái đặc biệt. Nuôi đủ 100% thôi. Đó, khi nãy stay nghiên cứu á, mình chọn làm cái này là đặt là mục tiêu sẽ hiện đây, nếu đặt là cái mục tiêu sẽ hiện đây đó, cái này dựa theo cái gửi cho nó làm thôi. Bắt đầu nuôi dưỡng đó. À, nguyên liệu đặc biệt nguyên mới nè, cho nguyên liệu mới nha. Bắt đầu nuôi dưỡng tiếp, tiếp tục là 400% thôi. À, đặc biệt là chưa được 100%, đặc biệt không? Đánh băng. Đánh băng giống mất bảy hết á. Mất sơ cơ. Mất bảy. Tương tự khi mình đặt cấp 2 sẽ làm một số cái web nhỏ xung quanh nữa, đặt mấy cái tạo vật này kia lên mấy ghế kia, chỉnh mấy cái hình đó à, xong nhiệm vụ à, bắt đầu cho mình làm cái tiếp tục nghiên cứu tiếp để lên cấp 4. Cấp 4 bây giờ vô nhấn vô nó sẽ phải manh mối ra, manh mối của nó là cái hùng nè, hùng ở trên màu xanh xanh gì, xanh lam xanh dương và cái này kiểu này ở đây, hai cái này là không biết chấm hỏi, cái đặt bình thường thôi. Là đặt cái đây, nhấn cái đây nè, đặt là mục tiêu nè, khi đặt là mục tiêu sẽ hiện lên luôn cho mình nhìn cho dễ nhá. Hai cái này tương tự, ba cái tương tự này, cái này mình làm mẫu rồi, cái này mình chưa làm mẫu, cái này là cũng dễ lắm. Cái này là có chỉ cái đầu này thôi, đầu này với con bất kỳ đây rồi, cái màu xanh ngọc này. Là cái này đi, tạo là mục tiêu mà nó hiện lên đây nè, căn cứ theo đây mình làm thôi, bỏ hết đi nè, cái này mòn hộp này nè, hai con này là con này luôn, phải con này, lấy cái hộp này trước đi, là cái này nè, còn thiếu một cái nữa, ít nè, đánh chữ V là đã chọn rồi nè, thiếu một cái nào nữa đó, đây là như là này nè, không phải, nhưng chưa có ta. À, nên nó nè. À, nó xong. Giờ nhấn vô 20% thôi. Ra cái này. Tiếp tục, chừng nào đụng đặc biệt mới thành công.
Tiếp tục. Chào không mơ à. Tiếp tục. Ta đặc biệt là thành công này. Cho ăn không? Chụp hình. Xong gửi cho ai đây? Gửi cho... chú quét à? Dinh hả? Mây nhờ. Chú anh mây. Cấp 4 lần thì phải lâu lắm. 30 à? Như tí. Mát là cấp 6. Giờ vỗ tay lên tiếp nè. Sao tay. Xong cái này lưu ý. Rồi cái này còn 50 lưu ý là lâu nha. Chúng mình làm một cái tiêu kiểu nữa thôi, nhưng mình theo dõi chỉ làm một thời gian đó. Nhấn vô đây theo dõi tiếp. Đang là một tiêu tiếp. Thôi. Xong luôn gì. Chọn. Nó nè. Bỏ. Bỏ chọn hết đi. Chọn như nó nè. Được một con nè. Hồi nãy con nào. Cái con ở này nè. Nó nè. À, xong cái đuôi thôi mình lên phần trăm cái đuôi vừa đang tiến tự nhận hết toàn bộ luôn. Hay nhà anh có phòng nào chắc thằng kia không nói nè, không nói gì làm không nói. À xong rồi. Sớt giống ai ta? Đây. Một, hai, ba, bốn, năm. 1, 2, 3, 4, 5. Bắt từ tập bậc thứ 6 nha. Tập là mục tiêu. Nó sẽ gợi ý cho chúng ta là phải có một cái bước trung gian nữa tạo cho một cái bậc này. Tại vì thường hai cái không có đủ ba cái tạo ra con cuối cùng này. Phải tạo gián tiếp ra. Bỏ đi. Không có đủ hai con nào mà phù hợp, hai con phù hợp ba cái này hết. Và tạo gián tiếp cho con nào đó phù hợp hai cái và bắt con còn lại thôi. Giống như bây giờ mình tạo một con này đi, con nào màu cam, con cam và con hình cam nó nè. Một con trước có hình cam đây nè, nó nè. Đầu cam nè, chọn đầu cam trước là một nè. Mặt cam nè, đó. Phải tạo ra một con có cái hùng màu cam cho cái mặt cam. Trước rồi xong rồi mới đầu từ con đó sẽ ghép thêm con này để ra con cuối. Con tạo nè. Xin đâm chưa được chưa tiếp đằng nó nè da nè nhận tạo vật nè xong bắt đầu đổi nó nhận được con này nè, con này nó sẽ phù hợp hai yếu tố này luôn nè. Tắt này đi nó yếu tố nè, chờ thêm một con nữa thôi, con cái mặt này nữa là nó nè. À, ok chip kê vậy nè, bắt đầu di chuyển thôi 1% rồi. Mình người cũng vui nha, mà không có kỹ năng, không có đánh đấm gì hết. Nếu mà trong mấy cái game nào mà như chúng ta chơi cái gì em chơi video mà như khi mà cái bản mà người tú á, họ như Edition 1 và Edition 1, Edition 2 gì đó. Món gì ta? Ồ, món mới cái này đúng không? Món này chưa nè. Chẳng đi. Nhìn tập ạ, không phải nha. Nhìn tiếp. Không được cái đặc biệt được. Mày chưa nào, chưa nhập thần, chưa hồi này. Được chưa? Câu giận. À xong rồi. Cho anh. Đó, xong một tiên. Chụp hình, gửi cho ai đây? Này màu hồng, vui vui con vui chụp gửi cho... như bé nhỏ gì? Unicorn.
Nhưng là fan đúng luôn. Sau khi làm xong cái bí cảnh chó thì tôi tiếp tục nuôi dưỡng tiếp. Sau tăng nghiên cứu, hồi nãy đang nuôi tới cái nào, thứ 6 rồi tới thứ 7 nha. Hồi nãy làm xong phép mới cho thêm một số cái tạo vật nữa. Cái nguyên liệu thì chết tiếp. Thằng mình muốn nuôi dưỡng, muốn nuôi dưỡng cái này đẳng này. Định hướng đi, cần là mục tiêu sạc. Rồi ok, quay lại giờ hả, sẽ thêm nghiên cứu. Đây, màu này, ba màu này. Chọn màu. Có sẵn đó nha. Bỏ này, bỏ này, đi cái này. Có hình tím à. Hình tím, có một hình tím duy nhất là buộc phải lấy cái này hình tím rồi. Bỏ con này. Con này con nào cũng được đúng không? Con này con màu xám à. Tôi có gì đâu, ta đây là nó nè. Màu xám ở cái mặt này nữa. Còn làm gì có mặt này. Màu xám ở cái mặt này nữa, cái lai, lai tạo thôi. Để lai hai con này đi, hai con chứ đi. Da con này với tay con mặt này. Rồi kép như sao. Lai thôi, lai giống thôi. Nuôi dưỡng. Chưa da nha. Chưa da. Nó phải là tím, tím xám, tím xanh cũng được. Tiếp tục nguyên diện chứ. Không được luôn. Rồi có anh. Có anh nha. Có là con này nè, con tím xám. Nè, nói là bỏ này, lấy con này vô. Rồi, thêm một con này nữa thôi. Đó là cái mặt này nè. Rồi, cái chữ V đúng rồi, xác nhận như kiểu là phần trăm mình nè. Cho anh, cục này còn hai cái đảo á, chưa cho anh bây giờ mất. Chuẩn được. Mình phần trăm luôn. Tôi chắc chắn lúc này mua đúng cái động đặc biệt nó sẽ đúng khó lại cho nó thôi. Không bao giờ là được, tôi mua thôi. Còn cái này cũng tự do, tôi tạo cái mấy cái thích luôn, cho anh nhận. Ok. Bây giờ à, 90% nha. À, còn chắc chắn có một món trang thôi à. Bởi không bao giờ mà để mà ta băng. Ta băng hồ sơ đúng rồi, băng lượng như này. Sau tay nghiên cứu tiếp. Hai cái cuối thôi. Anh nói chọn đây. Phóng cho đây đi, định hướng ta làm một tiêu định hướng đó. Rồi trở lại ba cái. Chắc phải tạo ra coi trang gì rồi. Màu xanh như nó là con này. Ôi, con này có hay không, quan trọng con này có hay không nè. Nhân, con này là nhân đúng không, nhân. Nhân nó nè. Bỏ ra thử đó. Muốn biết đúng hay sai, bỏ ra thử là biết. Nó đúng rồi nó. Bây giờ có con này tím xanh chứ này xanh. Nhưng mà không phải. Đúng màu nhưng mà nó hơi khác. Tím là màu xám. Lai giống một con. Còn lai con này, hai con này da cũng được. Hai cái này da, con này cái mặt thì cũng được. Sám thôi, là cách làm dễ nhất là cái 1, 2 đi cho mình dễ theo dõi chứ để khó nhìn lắm. Bỏ đi. Rồi, cái này trên đây. Con này một con nè. Màu xám này đâu. Nó là màu xám đó. Màu xám. Lai giống da, lai được con này. Da luôn đúng không? Da luôn rồi. Mà chọn hai yếu tố, thêm yếu tố cuối nữa. Đây. Không chọn nhấn đủ lâu, đây. Đủ ba cái.
nó lên phần trăm chính xác rồi đó. Không qua cứ để ba chữ V như nào đi. À, sao đúng ai ta nhưng mà nó giống lắm đâu ta, cái nút da giống một tóc thôi à, không giống lắm đó. À, tiếp tục có cái cuối cùng mà sở tăng nghiên cứu cuối cùng và xong đặt vào mục tiêu tím tím. Wow, con này có hay không đây, căng đây thì con này mới đúng rồi, cái này là nhân đúng không, cái nguyên nhân đi kiếm như này phải. Hình như là nó nè, mà nó đu đen chứ không có đu đó. Bỏ đời đầu một chút, bỏ cái này ra, nhắm vô chỗ, sáng rồi. À, đây có luôn nè. Vừa có màu tím, vừa có màu tím, vừa có màu này luôn. Ôi dễ vậy, đi ra luôn rồi. Và chuẩn cứ bỏ thôi. Bỏ cái màu này nó ra sao. Hay nha. Cái này không được, cái này là đạn. Cái này không mới. Cái này giống con nào đó tạo thành con bé đeo mình nha. Nhưng cái gì vừa làm cũng vui mà. Ngầu nha. Giống ai ta? Điều kiến có một kiến ở đây. Đây chỉ có con bè la được kiến à. Chắc ca giờ số bạc hả, bỏ cấp ca xem. À, cấp ca đúng rồi, cấp ca nhìn kiểu giống cấp ca mà. Hoàn thành nhiệm vụ cấp nhà khu cưng tụ họp đặt tạo vật 69, đặt tạo vật, đặt tạo vật cái này nhìn không thấy thương ta. Đặt tạo vật cái này vô 9 tạo vật rồi, hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành. Còn cái này cái nhiệm vụ thôi, hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm nhất khu cư tụ họp nha, làm nhiệm vụ thôi. Thì là xong cái này rồi, hôm nay không còn gì nữa. Cái này có thể là tạo thêm được mấy cái form mới nữa. Cũng thú vị chứ bộ. Mà không đánh đấm gì không đem theo được, cũng vui. Cái sự kiện này hết ngày cũng mất à. Biết hết ngày còn không ta, để lại thôi, thôi cũng vui. Khu này là ở khu cách ly.